Tuyến đường quốc lộ 1A là hạ tầng quan trọng kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Tuyến đường này có điểm đầu tại ngã ba Linh Xuân, thành phố Thủ Đức và kéo dài đến ngã ba Hố Nai, thành phố Biên Hòa. Hiện nay, quốc lộ 1A đạt tiêu chuẩn đường cấp 2 đồng bằng, quy mô 6 làn xe gồm 2 làn xe thô sơ và 4 làn xe cơ giới. Với vị trí tiếp giáp thành phố Thủ Đức, thuận tiện kết nối tới nhiều khu vực thì đoạn quốc lộ 1A thuộc địa bàn thành phố Dĩ An đang là nơi có nhiều dự án căn hộ được xây dựng với quy mô hàng chục nghìn căn. Vì là tuyến giao thông huyết mạch nên quốc lộ 1A thường có lưu lượng giao thông rất lớn. Đặc biệt, số lượng xe container, xe tải trọng lớn qua lại khá nhiều. Hiện nay, vào các giờ cao điểm, tuyến đường này cũng hay diễn ra tình trạng kẹt xe. Việc qua đường dọc tuyến quốc lộ 1A là vấn đề không nhỏ. Trong thời gian tới, khi nhiều dự án chung cư hoàn thành với hàng chục nghìn căn hộ có người dân về ở sẽ là một áp lực không nhỏ với hạ tầng giao thông khu vực. Những dự án căn hộ tại đây có diện tích đất xây dựng khá nhỏ nên không có quá nhiều tiện ích nổi bật, đặc biệt là không gian xanh. Những tiện ích ngoại khu ở đây gần như là đã đầy đủ như bệnh viện, trường học, chợ. Nhưng chưa có nhiều lựa chọn về trung tâm thương mại, mua sắm, vui chơi giải trí, quy mô lớn, hiện đại. Những ưu và nhược điểm của tuyến quốc lộ 1K cũng chính là những vấn đề chung của các dự án tọa lạc dọc tuyến đường này. Để tìm hiểu rõ hơn về những dự án này, mời quý khán giả hãy cùng xem tiếp video sau đây nhé! Beacons Group là ông trùm về số lượng dự án căn hộ đang triển khai dọc tuyến quốc lộ 1K. Hiện nay, các dự án của Beacons đều đã bàn giao nhà cho cư dân về ở. Doanh nghiệp này được biết đến với cam kết xây dựng đúng tiến độ. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế các dự án của Beacons không có quá nhiều tiện ích nổi bật. Dự án Beacons Greenview được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 9.200m², gồm 2 block cao 27 tầng và 2 tầng hầm. Dự án có 888 căn hộ và 26 căn shophouse. Dự án này không nằm trên mặt tiền quốc lộ 1K mà lùi vào trong khoảng 200m. Tuyến đường để dẫn vào dự án khá khuất và hẹp. Xung quanh dự án là các khu nghĩa trang chưa thể giải tỏa. Các căn hộ tại dự án Beacons Greenview hiện đã có sổ và đang được giao dịch chuyển nhượng với mức giá trung bình khoảng 28 đến 30 triệu đồng một mét vuông. Dự án Beacons Plaza nằm gốc mặt tiền quốc lộ 1K và đường Thống Nhất hiện cũng đã bàn giao nhà cho cư dân. Dự án này được xây dựng trên khu đất có diện tích lên 9.520m². Beacons Plaza gồm 4 tòa tháp với hơn 1.258 căn hộ. Giá bán căn hộ Beacons Plaza hiện đã được chuyển nhượng trung bình khoảng 30 đến 35 triệu đồng. Dự án có lợi thế nằm liền kề khu đô thị Beacons City đang được xây dựng với quy hoạch hạ tầng được giới thiệu khá bài bản, nhiều tiện ích đa dạng bao gồm các loại hình như nhà phố, căn hộ. Cà phê Lên đã có những đánh giá chi tiết về ưu nhược điểm của Beacons City. Để tìm hiểu sâu hơn, mời quý khán giả hãy nhấp vào đường dẫn ở góc phải phía trên màn hình video nhé. Dự án thứ tư của Beacons trên trục đường này là Beacons B, được xây dựng trên khu đất 3.000m² với một block cao 24 tầng với 284 căn hộ, thiết kế từ 1 đến 2 phòng ngủ. Giá bán căn hộ này hiện trung bình khoảng 30 đến 32 triệu đồng một mét vuông. Bên cạnh loạt dự án của Beacons nằm mặt tiền quốc lộ 1K, dự án chung cư Diamond Connect hay còn gọi là Phúc Đạt Connect 2 trong giai đoạn bàn giao nhà cho cư dân. Dự án này được xây dựng trên khu đất hơn 6.000m², gồm 2 block căn hộ, cung ứng 724 căn. Dự án này từng có giá bán cao nhất nhì ở dọc tuyến quốc lộ 1K, nằm trong khoảng 40 đến 42 triệu đồng một mét vuông. Đáng chú ý, chủ đầu tư dự án từng đưa ra chiêu mua bia kèm lạc với chương trình khách mua từ 2 căn trở lên sẽ được tặng 1.000m² đất ở tỉnh Gia Lai. Quý khán giả có thể tìm hiểu rõ hơn về dự án Diamond Connect bằng cách nhấn vào đường link ở góc phải phía trên màn hình để xem video mà đội ngũ Cà Phê Lên đã thực hiện về dự án này nhé. Nằm ở phía đối diện Diamond Connect là dự án căn hộ Hatterburn, hiện cũng đang trong giai đoạn bàn giao nhà cho khách hàng. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 8.700m², gồm 2 block cao 35 tầng, số lượng căn hộ khoảng hơn 1.058 căn. Dự án này có vị trí cách quốc lộ 1K khoảng 100m và có điểm yếu là con đường dẫn vào khá nhỏ hẹp. Sau khi dự án bàn giao cư dân về ở, sẽ có nguy cơ kẹt xe. Các căn hộ tại dự án Hatterburn đang được giao dịch trong khoảng từ 33 đến 35 triệu đồng một mét vuông. Liệu với mức giá này, Hatterburn có đáng đầu tư? Ngoài ra, dự án còn có những ưu nhược điểm gì? Quý khán giả có thể đi tìm câu trả lời trong video đánh giá chi tiết dự án Hatterburn mà đội ngũ Cà Phê Lên đã thực hiện bằng cách nhấp vào đường dẫn ở góc phải phía trên màn hình video nhé.
Với mức giá bán trung bình như các dự án trên, những căn hộ dọc quốc lộ 1K được xếp vào loại căn hộ vừa túi tiền nhất nếu so với mức giá trên trời của chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Thực tế, nhóm người sống ở Bình Dương làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh là tệp khách hàng chính được các chủ đầu tư này nhắm đến khi quảng bá, phát triển dự án. Những căn hộ có diện tích khoảng 50m² nhưng được thiết kế 2 phòng ngủ, thích hợp cho những gia đình nhỏ. Những dự án này nằm gần kề với làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với quy mô hàng chục nghìn sinh viên. Do đó, đây cũng là đối tượng khách hàng thích hợp để bán hoặc cho thuê. Hiện nay, trong bối cảnh thị trường khó khăn, thanh khoản nhỏ giọt, nhiều nhà đầu tư đang có mong muốn bán hàng nên chấp nhận các lỗ, thậm chí lỗ sâu đến vài trăm triệu. Do đó, nếu những ai có nhu cầu mua nhà, làm việc ở Thủ Đức hoặc khu vực lân cận, thì đây là thời điểm thích hợp để cân nhắc. Quý khán giả đánh giá như thế nào về những dự án dọc tuyến quốc lộ 1K mà Cà Phê Land vừa giới thiệu? Liệu rằng những dự án này có đáng để đầu tư? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn bằng các comment vào phía dưới video này. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế bất động sản nhé. Thời gian tới, Cà Phê Land TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Land TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.